Và ngay bây giờ trong căn bếp của Cà Phê Sáng thì cũng có những món ngon để gửi đến quý vị khán giả. Và đặc biệt thì chúng tôi muốn rằng đây sẽ là món ngon để chúng tôi gửi đến những người thầy, người cô giáo khi mà chúng ta đang hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vâng, xin được giới thiệu đầu bếp Dương Thị Hải Anh. Xin chào chị, ngày hôm nay thì chị sẽ mang món ăn gì đến với Cà Phê Sáng ạ? Xin chào MC, xin chào các vị khán giả. Ngày hôm nay thì Hải Anh sẽ mang tới trường quay món canh cá tặng thầy nhân dịp lễ thầy. Vâng, xin mời chị bắt đầu luôn đi ạ. Tôi thấy là đồ và nguyên liệu của chị đã sẵn sàng rồi. Và chị Hải Anh là người có 20 năm đã theo đuổi triết lý ẩm thực, đó là thuận mùa, cũng là từ khóa của chúng ta ngày hôm nay. Vâng. Thuận địa phương, thuận mùa vụ, thuận thời tiết. Tại sao chị lại lựa chọn món canh cá để thuận trong mùa đông này ạ? Như các bạn đã biết thì em nghĩ là chị Hải Anh vừa làm vừa nói thì sẽ kịp thời gian hơn ạ. Vâng okay. Như các bạn đã biết thì mùa đông là một cái mùa mà chúng ta cần phải chuẩn bị một cơ thể ấm áp, chuẩn bị một cái nguồn năng lượng, một cái nguồn dinh dưỡng để chúng ta có thể giữ nhiệt cho cơ thể. Thì cái món canh cá này ngoài cái việc mà nó giúp giữ nhiệt cho cơ thể thì nó còn cung cấp một cái chất dinh dưỡng đủ cho chúng ta cần thiết ở trong mùa đông để cái cơ thể của chúng ta nó có thể chịu được cái nhiệt. Đó. Bây giờ chị đang làm công đoạn gì ạ? Như các bạn đã thấy rằng là canh cá thì hôm nay Hải Anh giới thiệu một món canh cá tặng thầy mà nó làm từ một cái loại canh cá, loại cá rất là phổ thông, cá điêu hồng. Nó gắn liền với cả kỷ niệm của một cái người thầy của Hải Anh ở Phú Quốc. Tuy nhiên Hải Anh không chọn cá biển mà chọn cá điêu hồng là bởi vì Hải Anh muốn chia sẻ cái kỷ niệm này, cái sự tri ân thầy cô này của mình, nhưng mà tất cả khán giả đều có thể thực hành một cách rất là giản dị. Vâng ạ. Thì nguyên liệu chính của cá canh cá thì sẽ là cá hồng. Chúng ta cũng có thể có những cái dứa, đậu bắp ạ, đậu bắp, cà chua, đông ngổ, ớt, vâng. Giá. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều các cái loại gia vị tạo chua. Vâng. Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là trong thuận mùa ở tất cả các cái vùng miền thì đều rất là giàu những cái loại gia vị tạo chua. Chúng ta có thể nhìn thấy khế này. Khế. Me. Chúng ta có thể nhìn thấy me này. Sấu. Chúng ta có thể nhìn thấy lá giang này. Chúng ta có thể nhìn thấy chanh này. Em thấy là nồi nước của chúng ta sôi rồi chị ạ. Hình như là mình công đoạn tiếp theo phải làm gì ạ? Ở cái phần này thì như Hải Anh hướng dẫn rằng là mình sẽ dùng một cái phần của cái xương cá này để làm nước xương. Nhưng ở đây thì mình đã làm sẵn cái nước xương rồi. Vâng. Bây giờ thì mình sẽ đến cái công đoạn là nêm nếm một chút và mình sẽ trực tiếp chế biến cái... Vâng, nước thì đã sôi rồi. Căn bếp Cà Phê Sáng chỉ có khoảng hơn 5 phút một chút thôi cho các đầu bếp trên đây, cũng thực sự là một thử thách cho các đầu bếp. Cũng không có... đấy là lý do mà Hải Anh cần phải chuẩn bị cái canh cá trước rồi á. Vâng. Cái phần xương trước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ nêm nếm gia vị thôi. Vâng. Vừa rồi chị Hải Anh có chia sẻ là có rất nhiều những nguyên liệu để tạo chua. Ngày hôm nay thì là chị sẽ dùng cái gì để tạo chua ạ? Và tôi đang thấy chị đang cho cái gì vào nồi đấy ạ? Mình vừa cho một chút đường, vâng. Một chút hạt nêm và một chút mắm. Vâng. Ở đây ấy, thì mình có một cái kỷ niệm rất đặc biệt, đấy là về người thầy của mình thì anh ấy là người Bắc. Vâng. Mặc dù là làm ở Phú Quốc, gặp thầy trò gặp nhau ở Phú Quốc, nhưng mà anh ấy là người Bắc. Và cái thứ mà anh ấy nhớ nhung nhất ý, đấy lại là giấm bỗng. Vâng. Và ngày hôm nay thì canh cá ấy nhớ với cả giấm bỗng và một chút lá giang. Vâng. Để cho kỷ niệm về... bạn có biết không, khi mà chúng mình làm ở Phú Quốc ấy, cùng với người thầy và bọn mình là người Bắc ấy, vâng. Thì mình rất nhớ nhung các cái hương vị của miền Bắc. Ví dụ vâng. như là mẻ, ví dụ như là giấm bỗng. Vâng. Đó. Thì mẻ giấm bỗng thì khi mà chúng ta nấu ấy thì những cái người ở trong khu vực Phú Quốc ở trong khu vực miền Nam ấy thì họ lại khá là lạ vị. Vâng, đúng rồi. Cho nên là mình sẽ cân bằng lại bằng một chút lá giang. Vâng. Để có cái tính chất vùng miền. Vâng. Lai giữa cả miền Bắc với cả miền Trung. Vâng. Để cho các bạn có thể... Chị nêm nếm gia vị thì chị nói là cho một chút, chị có cái định lượng chính xác không? Hay là đây là do khẩu vị thôi? Chúng mình sẽ có công thức ở trên màn hình. Vâng. Và hôm nay hình như là chị dùng dứa đúng không ạ? Dứa và lá giang để tạo chua. Và giấm bỗng nữa anh Công Lưu ạ. Giấm bỗng thì nó rất là Hà Nội mà lá giang thì nó rất là miền Tây. Nhưng mà hình như là Hà Nội mình sẽ thường là không ăn ngọt đúng không chị Linh? Vâng. Không cho đường vào canh. Vâng. Mình trong thì thường là cho đường nhiều hơn. Và hiện tại với cái một cái nồi canh cá như thế này mà chúng ta chuẩn bị trước ấy, mình có thể chuẩn bị giống như là một cái nồi súp. Thì bây giờ cái nồi nước canh cá đã được rồi. Đến cái giai đoạn mà mình sẽ tạo thành những cái bát súp nha. Ở đây thì ở đây mình có thể cho cùng cả vào cũng được. Còn ở nhà mình ấy
thì mình có thể là xong một cái nồi nước như thế này rồi thì mình có thể là cho cái để nguyên nó, vâng, để nguyên nó để có thể dùng dần á, vâng, và chia thành các cái bát súp khác nhau. Thì bây giờ nó đến cái công đoạn là mình chỉ có cho cá vào, thì cá để ngấm cái nước, xong sau đó thì mình sẽ nêm lại một cái lần cuối cùng, vâng, và cho rau vào. Thế là chúng ta đã có những cái bát canh cá rất là ngon rồi. Cá mình, vâng, nấu khoảng 3 phút hả chị? Với cái miếng cá mà mình đã cắt ra giống như vừa rồi ấy, thì chúng ta chỉ cần đun khoảng 4 phút thôi 4 là phút đã được rồi. Thì cái này sẽ rất là nhanh thôi. Vâng, cũng xin lưu ý với quý vị khán giả là với cái nước xương ấy, là cái bí quyết của món này, thì đầu bếp dùng cách là phi thơm hành tỏi với màu điều đến khi hành tỏi vàng thơm, xào xương cá, đun sôi nhỏ 15 phút rồi bỏ xương đi, thì mình sẽ có cái nước xương mà để nấu món cá nên rất là ngon. Chính vì thế mà chúng ta thấy là đầu bếp của chúng ta chỉ cần thả mấy miếng cá vào thôi, đã lọc xương sẵn rồi mà có một cái nồi nước rất là ngon, rất là thơm, rất kỳ có vị cá. Rồi, đã rất là ngọt rồi. Bây giờ thì anh sẽ làm đến cái công đoạn cuối cùng. Đấy là mình sẽ cho dứa, cho đậu bắp. Rồi, chắc là cá mình đợi khoảng 4 phút thì có khi là chị có thể là cho em và chị Linh thử nước trước được không ạ? Xem cái vị mà xương cá được ninh sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi muốn đảm bảo là cá này nó phải sôi lên. Nước là sôi. Nước thì chắc chắn là đã sôi rồi. Bây giờ thì cũng sẽ được luôn đây, bởi vì khi mà chúng ta cắt ấy, thì cái miếng cá nó phụ thuộc vào cái thời gian chín cá, nó phụ thuộc vào cái miếng cá mà chúng ta cắt. Vâng. Bây giờ thì cũng cá sắp chín rồi đấy ạ. Vâng. Mình sẽ hoàn thành cái công đoạn cuối cùng. Và quý vị khán giả biết không là trong gian bếp Cà Phê Sáng thì đang dậy mùi giấm bỗng. Đúng là những người Hà Nội mở đầu chương trình bày mùa đông yêu dấu, xong bây giờ lại được ăn món cá nấu giấm bỗng, nó rất là Hà Nội luôn ạ. Và cái mùi hương nước dùng này tôi nghĩ là cũng là một cái hương vị mà rất là đáng nhớ của những người con mà đi xa Hà Nội. Vâng. Không quên được thì là mình sẽ cho một chút ớt. Vâng. Và đặc biệt là ở trong mùa đông thì mình sẽ cần một chút gừng để cho ấm áp. Vâng. Một cái nồi canh cá bên cạnh sự ấm áp của những loại gia vị vừa rồi thì tôi nghĩ là tình cảm ở trong đó cũng sẽ làm cho chúng ta thưởng thức thì ấm áp hơn rất là nhiều. Đã sẵn sàng để có thể ra đĩa rồi. Đây là hai cái bát canh chị chuẩn bị sẵn đây. Hôm nay là đã và cá thì là cũng chín rồi hả chị? Cà chua. Đó. Trong cái lúc mà mình bày như thế này đúng không? Mình sẽ có một chút đã chín này. Bây giờ thì mình sẽ ra cái bát đầu tiên. Đây là mình đã cho sẵn ra phần trước rồi. Vâng. Còn với canh cá chín như thế này thì mình sẽ cho vớt các cái loại rau ra phía dưới. Vâng. Cái phần giá thì chúng ta có thể cho vào nếu chúng ta muốn chín. Còn vâng, cái phần giá này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là ngon. Vâng. Khi mà chan canh vào nó vừa tới. Vâng. Rồi. Các bạn, cá thì nhận diện thì cá chín rất là đơn giản ạ. Vâng. Đây là những cái miếng cá mà đã chín rồi đây ạ. Đó. Nó chín vừa tới bởi vâng, vì cái nước canh của mình ấy đã nêm rất là vừa rồi. Vâng. Thì cái miếng cá này chín vừa tới, nó cong nhẹ lên và nó giống như là cá vừa luộc tới và vâng, và ngấm đủ gia vị ấy. Vâng. Thì cái miếng cá của mình nó sẽ rất là ngọt. Vâng. Và cái bát canh của mình nó sẽ rất là thơm. Vâng. Người thôi đã thấy là mùi thơm đã dậy khắp căn bếp của Cà Phê Sáng. Và món cá riêu hồng này đúng là cũng rất phổ biến với tất cả những người dân ở thành phố, bởi vì tìm kiếm món cá này thì rất dễ dàng, giá lại rất là hợp lý phải chăng nữa. Và con cá riêu hồng thì khi mà chưa sơ chế thì nhìn màu sắc nó rất là rất đẹp. Đẹp khi mà sơ chế lên rồi thì nó có cái màu trắng của cá. Những cái con cá tươi ấy thì bao giờ nó cũng săn lại, hơi săn lại một chút. Và đúng là đây là một cái món ăn mà rất là phổ biến trong mọi gia đình Hà Nội. Nhưng mà cách chế biến của chị ngày hôm nay thì mang đến một chút biến tấu giữa ẩm thực miền Bắc và ẩm thực miền Nam, làm cho cái món ăn này trở nên thú vị hơn ạ. Vâng, rồi, đã sẵn sàng rồi, có lẽ là mình sẽ xin mời chị Linh. Vâng. Mời chị sẽ thưởng thức, thử xem nào. Vâng, chắc là tôi sẽ chỉ nếm một chút nước dùng thôi. Màu sắc rất là bắt mắt, quý vị ạ, rất hài hòa. Màu vàng của dứa, màu đỏ của ớt, rồi màu xanh của rau, củ quả. Không thể đừng được lại phải ăn thêm miếng cá. Rất là nhanh. Khi mà chúng ta đã có một cái nồi nước dùng ninh xương mà cho tất cả gia vị vào, vâng, thì cái việc mà tạo nên những cái bát canh đầy đủ dưỡng chất như này trong mùa đông thì vâng, nó chỉ cần mất đến 4 phút. Rất là thơm. Xin được cảm ơn chị Hải Anh với những câu chuyện truyền cảm hứng cho chị từ người thầy ở Phú Quốc, và đặc biệt là món ăn canh cá tặng thầy.